Đây mời anh, mời anh Văn Tiến, anh Võ Văn Tiến ở Quảng Ngãi nha. Anh em ở Quảng Ngãi có nhu cầu làm trục xới, sắp lại trục xới cũ, Hoàng Mai Hân Hạnh được phục vụ nha. Anh em cứ đóng gói gửi bưu điện trục xới cũ cho em sắp lại cho anh em nha. Đây của anh Võ Văn Tiến ở Quảng Ngãi, Võ Văn Tiến ở Quảng Ngãi nha anh em. Đây em giới thiệu anh em, đây mời anh em xem. Đây là trục xới cũ nha anh em, trục xới cũ em sắp lại, mời anh em xem nha. Trục xới cũ em sắp lại, ở đây em sắp sửa, em quạt mặt đầy đủ cho anh em, thẳng luôn cho anh em, đảm bảo cho anh em đồng tâm đồng cực để tránh tình trạng phá sơn hư ổ bi của anh em nha, phá sơn hư ổ bi của anh em. Đây của anh này ở Quảng Ngãi nha anh em, anh Văn Tiến ở Quảng Ngãi. Đây em giới thiệu cho anh em cái trục xới, đây là trục xới cũ nha, mời anh em xem. Nó có 6 hàng, em làm 6 hàng nha. Anh em dừng thấy không, cái nút cũ của anh em sẽ giữ dụng lại để cho anh em đỡ tốn tiền, cho khách đỡ tốn tiền nha anh em, cho khách đỡ tốn tiền. Em sử dụng là một hàng mới và một hàng cũ cho anh em sang kẻ sử dụng thoải mái, và em sửa thẳng quạt mặt đầy đủ cho anh em. Đây trục xới này nó có cái đặc điểm như vậy nha anh em, mời anh em xem. Ở đây có những anh em ngoài Bắc, người ta có nhu cầu muốn làm cái thùng xới của mình nó dài ra đấy. Tại em hàng nối nha anh em, đây hàng nối nha. Đây trục xới cũ, trục xới cũ em hàng nối ra. Khách có yêu cầu làm dài, anh em nào ở xa có nhu cầu muốn làm dài hoặc mai hình hạnh được phục vụ. Ở đây em nối thẳng 100% cho anh em nha, không bao giờ gãy luôn. Đảm bảo cho anh em sử dụng. Đây, mời anh em xem. Ok không? Đây em sửa thẳng rồi nha. Đây em sửa thẳng cho anh em rồi. Sửa thẳng luôn. Sửa thẳng, ép thẳng quạt mặt đầy đủ cho anh em hết. Rồi anh em xem nha. Đây em sửa thẳng rồi, giờ em quạt mặt thôi. Nói thẳng cho anh em sử dụng nè. Đây là của anh Tiến ở Quảng Ngãi, anh Tiến ở Quảng Ngãi. Mà anh Tiến vô xem nha. Đây, em sửa thẳng quạt mặt đầy đủ cho em hết. Đảm bảo cho anh em sử dụng. Anh em muốn hàng nối là bao nhiêu anh em cứ đóng nối cái trục xới cũ vô cho bưu điện gửi ra cho em. Em sẽ hàng nối theo yêu cầu của anh em luôn. Con lành và đảm bảo cho anh em sử dụng. Rất ngay nha. Em nói rất ngay, ngay 100% cho anh em. Nó không ngay là nó sẽ gây ra tình trạng hư sên phá OB của anh em. Cho nên em rất đảm bảo cho anh em. Hoàng Mai hàng hạnh được phục vụ anh em nha. Hoàng Mai 0907 790079 cho anh em. Đây là của anh Tiến ở Quảng Ngãi, gửi trục xới cũ rồi cho em, hàng nối ra, khách chưa lú lại. Cảm ơn anh em lần sau ủng hộ cho Hoàng Mai nha. Hoàng Mai 0907 790079 cho anh em. Một bành một tay luôn. Em sử dụng máy tiện dài anh em, không sử dụng máy tiện thấp nói cho anh em nha, để đảm bảo đồng tâm đồng trục cho anh em sử dụng. Đảm bảo luôn.